Hai các bạn ơi, hôm nay mình có các người mẫu nha. Đây là ba người mẫu của mình, là có hai cái đôi tai rất là dài nha. Đây, tóc tím hai cái tai cũng dài nè, qua khỏi tóc luôn nè. Tóc hồng cũng tai dài, tóc xanh cũng tai dài. Còn bên này là ba người mẫu mới tuyển của mình, đó là ba người mẫu này có đôi mắt rất là Hàn Quốc luôn các bạn, mắt rất là bé bé này. Rất là dễ thương nha. Giờ mình sẽ dán những người mẫu của mình lên nha. Đây, ba bạn mắt bé, còn đây là ba bạn tai dài. À, người mẫu mới tuyển của mình xong đó. Giờ mình sẽ để cho ba bạn này ở trên đi. Ba bạn này đứng hàng trên. Một bạn tóc đỏ, một bạn tóc xanh và một bạn tóc hồng. Đó, người mẫu chân dài luôn nha. Rồi, ba bạn dưới này là một bạn tóc xanh nè, nửa xanh nửa hồng. Một bạn tóc hồng và một bạn tóc tím. Giờ mình sẽ mặc váy trang điểm cho các người mẫu của mình nha. Ngôi sao ca sĩ người mẫu của mình đây, rất là dễ thương. Đây, để mình xem cho bạn nào mặc trước đây. Đây, bạn tóc hồng đi. Mình thích tóc hồng mà mặc váy xanh đó, nó rất là nổi bật luôn. Nổi bật cái áo mà nổi bật mái tóc luôn nữa. Rồi bạn tóc tím thì sẽ wow, mặc cái váy này đi. Tóc tím sẽ mặc cái váy màu hồng. Cái váy màu hồng có những cái viền màu xanh, nơ hoa rất là nhiều, đẹp luôn nha. Rồi cuối cùng mới là bạn tóc xanh đây, dễ thương luôn. Cho bạn ấy mặc một cái váy màu hồng nè, có cái tròn khoác ở ngoài là màu xanh dương, giống mái tóc của bạn ấy luôn đó, hồng xanh. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cho các bạn mắt nhỏ bên trên nha. Tóc đỏ thì sẽ mặc màu xanh lá cho mọi người xa lánh luôn. Tóc màu đỏ nha, tóc màu đỏ đây. Cái áo rất là dễ thương nha các bạn, áo giống như trái bí vậy. Tiếp theo là tóc xanh, tóc xanh sẽ mặc váy màu hồng đi. Mình sẽ cho bạn tóc xanh dương mặc váy màu hồng, có cái nơ màu xanh dương làm điểm nhấn thôi đó. Váy dài nha, wow, xinh quá trời xinh luôn. Rồi bên đây là bạn tóc hồng thì sẽ đây, mặc cái váy màu xanh dương. Đây, có hai cái nơ, cái đuôi hai bên nha. Mặc dù váy ngắn nhưng mà nó xòe hai cái đuôi dài hai bên rồi. Đó, rất là dễ thương luôn. Áo đầm cách tân các bạn ơi, người ta có áo dài cách tân, bạn áo tóc hồng này có áo đầm cách tân luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trang điểm cho các bạn ấy nha. Trang điểm đi dự tiệc nha các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ bạn nào còn cái chân tròn trống ở ngoài mình sẽ mang giày cho bạn ấy nha. Mình có rất là nhiều giày đây nè, bạn nào cần giày thì sẽ được mang giày thôi. Đâu, nãy mình mới thấy rất là nhiều đôi giày đâu mà mất tiêu rồi. Đây, một đôi giày màu hồng. Đôi giày màu hồng cho bạn tóc hồng. Đây, rất là dễ thương. Tiếp theo là một cái đôi giày màu hồng luôn. Màu hồng mà có viền xanh dương cho bạn tóc xanh hồng, hồng xanh. À, đẹp quá các bạn ơi. Bạn này thì khỏi mang giày đi, bạn này mặc váy phủ cái chân rồi không có thấy chiếc giày đâu hết. Rồi còn bạn này phải mang giày thật là cao nè các bạn ơi. Đây, đồ xanh dương cho mang một cái đôi giày bót thiệt là cao luôn, màu xanh dương luôn đó, quá đẹp luôn. Rồi bạn
tóc đỏ bên đây, mình sẽ mang cho bạn ấy một cái đôi giày màu hồng đi. Rồi. Giày bót màu hồng cao luôn nha. Đó. Wow, đẹp quá chừng đẹp luôn. Bây giờ các bạn ấy sẽ trang điểm đi dự tiệc thôi, chưa có cài tóc, kẹp tóc gì hết trơn. Nơ xanh cho tóc đỏ. Wow. Cái cài tóc màu trắng này cho bạn tóc hồng. Còn một cái cài trắng nữa cho bạn tóc xanh ở trên luôn. Đó, ba bạn bên trên có cài tóc, kẹp tóc hết luôn rồi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ có một cái nơ hồng rất là xinh dành cho bạn tóc xanh bên dưới. Rồi một cái cài tóc hoa này, rất là nhiều hoa cho bạn tóc hồng nè. Đó, xinh chưa, như công chúa luôn. Còn một bạn nữa, mình sẽ cho bạn ấy cài cái cài gì đây, cái cài cái kẹp gì đây, không còn nữa bác các bạn ơi. Ui, đây rồi, tóc tím. Ui trời ơi, còn đúng cái nơ màu tím cho bạn ấy luôn. Bây giờ là dự tiệc sinh nhật nha. Rồi, happy birthday you you. Đó, có một cái bánh sinh nhật luôn nè. Để ăn bánh sinh nhật nha. Rồi ăn bim chi linh nè. Ăn kẹo nữa nè. Có rất nhiều đồ ăn cho các bạn ấy thưởng thức luôn. Mời bạn ăn nè. Ăn bim chi linh đi các bạn ơi. Bim chi linh rất là nhiều. Đây lại là kem nữa. Ốc quế sầu riêng. Rồi. Ngoài ra còn có nước trái cây để uống nữa nè. Có đãi cherry để ăn nữa nè nha các bạn. Ôi ôi, hot dog nữa nè. Wow, rất là nhiều bánh nè. Có rau củ quả nữa nè để ăn. Có cà chua nữa nè. Kẹo nữa nè. Ê. Có quà nữa nè. Có gấu bông rồi. Rất là đẹp luôn. Có hoa để tặng sinh nhật nè. Bạn nào sinh nhật sẽ được tặng hoa rất là nhiều luôn. Hoa để trang trí ở khắp mọi nơi. Có cherry thì phải có dâu tây nữa nè. Nó mới ngon chứ. Mình dán hoa ở khắp mọi nơi cho nó đẹp nha. Wow, đây còn một cái bánh kem hình ngôi nhà nữa nè các bạn ơi. Có trang trí dâu và rất là nhiều bánh kẹo ở bên trên nữa. Sô-cô-la, quá chừng luôn. Thêm một miếng bánh cho các bạn ấy nữa nè. Rồi, ăn tiệc xong thì mình sẽ đi thêm một cái tiệc nữa là... Đó, mình sẽ đi hát karaoke. Trước khi đi hát karaoke, mình sẽ đi thay đồ nè. Tặng thêm mỗi bạn một cái bộ đồ để thay nè. Còn đi quán hát hò nữa nha. Đó, đổi đồ cho nó xịn sò con bò luôn. Đây, cho một cái váy, cái áo và cái váy luôn. Chấm bi kha. Rất là dễ thương nha các bạn. Rất là nhiều đồ luôn. Trời ơi, còn có kẹo mút nữa nè. Quần áo của các bạn này rất là nhiều luôn các bạn ơi. Tha hồ mà thay đổi nha. Một bộ nữa nè. Các bạn ơi, 6 bạn gái của mình đã đi dự tiệc xong rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.